Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Anh chị có biết là tại sao mà người ta không có phân biệt rõ ràng hai cái này không? Đây, trên màn hình anh chị em và các bạn là thấy là sự khác biệt của nước mắm truyền thống và nước mắm công nghiệp này. Thực ra thì người ta không gọi là nước mắm công nghiệp mà người ta gọi là nước chấm công nghiệp anh chị ạ. Đấy, cái này là đã là có sự phân loại rất là cụ thể này. Nước mắm truyền thống là hương vị đặc trưng quen thuộc trên mâm cơm người Việt từ hàng trăm năm nay, nhưng sự xuất hiện của nước mắm sản xuất trên dây chuyền công nghiệp chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và là gần như là lấy hết cái thị phần của nước mắm truyền thống. Và một cái từ mà người ta thường hay dùng rất là rõ nét để phân biệt hai cái này đó là một bên là nước mắm còn một bên là nước chấm. Tại sao lại gọi là một bên là nước mắm và một bên là nước chấm? Là bởi vì cái quy trình mà sản xuất nước mắm thì người ta, thứ nhất là người ta sẽ phải ủ cá, sau đấy người ta phơi muối và đưa muối vào để ủ cá, rút chiết cái dung dịch nước mắm và ngâm như vậy thì sau 2 năm thì mới tạo ra được nước mắm. Và sau 2 năm thì cái độ đạm của nước mắm thì nó nằm ở khoảng tầm từ 10-30%. Cái hàm lượng gọi là hàm lượng arsen hữu cơ tồn tại tự nhiên trong hải sản không độc hại thì khá là cao, và arsen vô cơ thì trong cái ngưỡng an toàn. Cái hương vị của nước mắm thì là ngọt của độ đạm, có hậu vị rõ, không mặn chát. Và giá thành của nước mắm thì nằm ở khoảng tầm 100-200.000 đồng một lít. Còn nước chấm thì sao? Nước chấm thì nó là nước mắm cốt. Nước mắm cốt có sẵn cộng với nước, cộng với các chất phụ gia hương vị thì tạo ra chai nước chấm. Và cái thành phẩm để tạo ra thì không cần thời gian, chỉ cần pha ba cái đó lại với nhau thì nó ra nước chấm luôn và ra ngay lập tức. Độ đạm thì thường là nhỏ hơn 10%. Cái hàm lượng arsen thì chắc chắn là không có rồi, bởi vì không có cái việc ủ ngâm như là nước mắm, nên là nước chấm thì không có cái hàm lượng arsen hữu cơ và gần như là rất thấp. Và cái arsen vô cơ độc hại thì cũng nằm trong cái ngưỡng an toàn thôi. Về cái hương vị thì nó sẽ có vị nhạt, thơm nhẹ, và cái giá thành thì nó nằm ở khoảng 20.000-50.000 đồng một lít, rất là rẻ luôn. Thì thực sự mà nói thì với cái giá 20-50.000 đồng đó là theo cái quy định, gọi là giống như là lấy cái giá số lâu lắm rồi. Chứ còn thực tế đây này anh chị em và các bạn này, thực tế bây giờ đang ngoài siêu thị đang bán đây này, là nước mắm siêu tiết kiệm. Thực ra nó là nước chấm nhưng mà nước mắm giá có 44.900 đồng cho 5 lít. Chị em các bạn, 44.900 đồng cho 5 lít, tức là 45.000 đồng cho 5 lít. Vậy chi nó nằm khoảng tầm 9.000 đồng một lít nước mắm, một lít nước chấm, xin lỗi, đấy, chính bản thân cũng đang nhầm lẫn giữa nước mắm với nước chấm. 9.000 đồng một lít nước chấm nó còn rẻ hơn cả nước lọc nữa anh chị em các bạn. Nên là cái vấn đề là người tiêu dùng không phân biệt rõ ràng đâu là nước mắm và nước chấm. Thì nói cái câu chuyện này trao đổi chia sẻ với anh chị là bởi vì là gần đây thì có cái câu chuyện là đang làm cái dự thảo quy định một số cái hợp chất trong nước mắm. Cái mục đích thì không biết là như thế nào, nhưng mà nghe một số chuyên gia nói rằng là đưa ra những cái quy định này thì sẽ làm chết cái ngành gọi là sản xuất nước mắm truyền thống, và nó tạo ra nhiều cái bất cập cho những cái ngành sản xuất phi tập trung. Thực ra cái câu chuyện bài toán tập trung và phi tập trung chúng ta phải nói trao đổi chia sẻ với anh chị em và các bạn là bởi vì là trong cái thời đại công nghiệp hiện nay thì các cái sản phẩm công nghiệp và các cái doanh nghiệp mà có cái lượng vốn lớn, họ mở những cái nhà máy sản xuất lớn, hoặc là những cái nông trại sản xuất lớn, hoặc là những cái trang trại sản xuất lớn, thì nó sẽ thành ra là cái mô hình sản xuất tập trung. Tuy vậy thì chính cái tập trung nó sẽ có nguy cơ sẽ giết chết cái phi tập trung. Và cái câu chuyện trao đổi và chia sẻ anh chị ở đây nó nằm ở chỗ đó là vậy thì cái vai trò của cái sản xuất phi tập trung nó như thế nào. Tôi lấy ví dụ như ngành lợn chẳng hạn, ngành chăn nuôi lợn á, thì trong mấy năm gần đây thì giá lợn xuống thấp á, thì phần lớn các hộ gia đình nhỏ lẻ thì họ vì là họ kinh doanh họ bị lỗ nên là họ có khuynh hướng là sẽ gọi là không tái đàn, hoặc là thậm chí là họ sẽ không làm cái lĩnh vực nuôi gọi là chăn nuôi nữa. Thì dần dà thì với cái cách mà giá thị trường lợn rồi cộng với việc là các cái dịch nào là dịch tả châu Phi rồi này kia, thì dần dần những cái hộ kinh doanh nhỏ lẻ họ sẽ thấy khi làm nuôi lợn thì không đem lại hiệu quả và họ không tham gia cái lĩnh vực nuôi nữa, thì đồng nghĩa với câu chuyện đó là cái kinh doanh gọi là kinh doanh phi tập trung á, nó sẽ bị gần như là biến mất.
Và khi biến mất thì chúng ta sẽ phải buộc phải xài cái sản phẩm tập trung, tức là những cái trang trại lợn lớn, những cái trang trại trồng canh tác lớn, những cái ví dụ như nước mắm truyền thống mà hoàn toàn mất đi thì chúng ta chỉ được xài nước mắm công nghiệp thôi. Và như vậy thì sau khi mà cái phi tập trung nó không còn tồn tại trên thị trường nữa, những nhà kinh doanh nhỏ lẻ, những cái hộ kinh doanh thì gọi là những cái tiểu thương nhỏ lẻ không còn tồn tại nữa, thì chúng ta lúc đó sẽ thấy được cái hệ lụy của cái tập trung. Bởi vì khi đó thì thị phần nằm gọn trong tay họ, thì chúng ta sẽ phải mua, phải ăn, phải sử dụng những cái giá mà họ quy định. Thì nó sẽ dẫn tới cái nguy cơ của câu chuyện là nếu tiêu diệt toàn bộ cái phi tập trung thì nó sẽ chuyển sang cái tính độc quyền. Thì quay sang cái nước mắm. Quay cái nước mắm thì anh chị và thấy bạn thế này này. Nếu như mà chai nước mắm, đây trên màn hình anh chị em và các bạn là thấy chai nước mắm siêu hạng Phú Quốc, thì người ta được quyền ghi là nước mắm cá cơm siêu hạng Phú Quốc. Còn nếu anh chị để ý kỹ trên những cái chai nước chấm thì người ta không được ghi như thế. Đây, cái chai đây là chai nước mắm thứ thiệt Phú Quốc này. Nước mắm Phú Quốc thứ thiệt thì người ta ghi là nước mắm. Còn những cái chai nước chấm, đây, ví dụ như là tôi đang lấy ví dụ đây là đệ nhất đi. Thì anh chị và các bạn sẽ thấy là Nam Ngư đệ nhất. Nhưng mà ở phía dưới cái chữ cái từ nước chấm nó ghi ở dưới rất nhỏ và gây hiểu lầm là đây là nước mắm. Thực tế đây không phải là nước mắm. Như tôi phân biệt ở ngay đầu video thì anh chị và các bạn thấy là cái nước mắm với nước chấm nó khác nhau nhiều lắm. Nước chấm thì chỉ pha vắt ra ngay và cái nó có sự khác biệt nhiều. Và đôi khi với cái giá thành như thế này, với cái giá thành như thế này này, 45.000 cho 5 lít á, năm là chia ra là 9.000 đồng cho 1 lít á, thì tôi không nghĩ là có nước gọi là có nước cốt, bởi vì bảo là nước cốt cá cơm với lại nước cốt cá ngừ, bây giờ cá ngừ 400-500.000 trên 1 kg, lấy quái đâu ra mà bán cho anh chị em và các bạn 9.000 đồng trên 1 lít như này. Nước lọc bây giờ cũng đã là 5.000 đồng trên một chai mấy trăm ml rồi. Thì nước gọi là nước chấm này là hương cá cơm này kia tùm lum tá lả, hay là hương cá ngừ này kia, không có đâu anh chị em và các bạn. Tôi nghĩ đây là nước pha với muối với lại thêm một số cái gọi là cái chất tạo mùi nữa thì nó thành là nước chấm thôi. Chứ còn cái chuyện mà bán 45.000 này trên siêu thị nhá, tôi nói với anh chị em và các bạn là áp dụng vào ngày 13 tháng 3 năm 2019, tức là ngày hôm gọi là chuẩn bị đây này, áp dụng là hôm nay mới có 11 đây này mà họ đã ghi là áp dụng đến ngày 13 tháng 3 ấy. Thì thế này này, vấn đề cốt lõi ở đây là gì, là cái câu chuyện mà cái ngành nước này á, thì có thế thì nó mới được lời, nó thế nó mới tạo ra được cái biên siêu lợi nhuận cho một số doanh nghiệp kinh doanh trong cái lĩnh vực mà nước mắm gọi là nước chấm này. Và cái việc đánh đồng này thì cũng không phải là tự dưng, mà có cái câu chuyện là mấy năm về trước thì cái quy định về cái nước gọi là cái nước mắm mà chứa arsen đấy, rồi sau đấy thì tranh giành mãi, thì cuối cùng thì bên phần là sản xuất nước mắm họ vẫn thắng với lại so với cái những cái tranh chấp trước đó. Còn bây giờ thì lại ra cái vụ này thì chúng ta cũng thấy để nghe và để lưu ý.